chào tất cả các anh em. Rất vui được gặp lại anh em. Video này là dành riêng cho anh em kỹ thuật hoặc các anh em đam mê về kỹ thuật. Vì vậy, đừng bỏ lỡ video. Còn nếu anh em không thuộc hai đối tượng trên, hãy cứ nán lại vì sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích được chia sẻ trong video này. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với anh em về một bộ tool kỹ thuật, một vật dụng mà theo cá nhân tôi nghĩ là một vật dụng vô cùng cần thiết đối với kỹ thuật viên. Tôi là Thanh Tân, giảng viên của Học viện IT. Đầu tiên hẳn anh em sẽ rất tò mò, không hiểu bộ tool kỹ thuật này là gì và tại sao nó là đồ vật bất ly thân của các kỹ thuật viên. Vậy thì đừng bỏ lỡ video này, tôi sẽ review tất tần tật về bộ tool kỹ thuật thần thánh này. Trước tiên, anh em có thể hiểu một cách đơn giản, bộ tool kỹ thuật là một bộ đồ nghề cùng tất cả các dụng cụ thiết yếu để kỹ thuật viên có thể thao tác bất kỳ nơi đâu. Và tất cả dụng cụ này sẽ được đựng vào trong một túi da. Đây là một thiết kế đặc biệt nhằm mục đích tối ưu cho công việc của kỹ thuật viên. Như các anh em đã thấy, trong bộ tool kỹ thuật này gồm các dụng cụ như sau. Thứ nhất là một combo tô vít, gồm tô vít to dùng để mở các dạng ốc nớn hoặc là máy PC. Một tô vít chuyên dụng cho mở laptop. Một bộ tô vít đa năng gồm 10 đầu dành cho các đầu ốc đặc biệt chuyên dụng cho điện thoại hoặc MacBook. Tiếp theo nữa, đó là combo kìm, gồm có một kìm vuông, một kìm cắt và một kìm mỏ nhọn. Tiếp theo là combo mở ngạm, gồm một thanh mở ngạm bằng inox, hai đầu, hai miếng mở ngạm nhựa với hai kích thước khác nhau. Tiếp theo nữa, đó là combo banh, gồm một banh cong, một banh thẳng. Cuối cùng đó là một chuôi dao mổ và một túi gồm 10 lưỡi dao mổ. Ngoài ra anh em có thể thấy túi được thiết kế khá là rộng để anh em có thể bổ sung các cái đồ thiết yếu khác. Tất cả sẽ được cất trong một cái túi da nhỏ gọn như này, thuận lợi cho anh em khi thao tác hoặc là mang ra ngoài. Có thể tóm lại rằng bộ tool này là vô cùng tiện lợi và rất cần thiết đối với anh em kỹ thuật hoặc các anh em có đam mê kỹ thuật. Nó không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp của bạn mà còn thể hiện được cả tính riêng của từng anh em. Giá trên thị trường của một bộ tool kỹ thuật đang là 900.000 một bộ. Hiện tại Học viện IT đang có chương trình khuyến mại cực ưu đãi cho 20 khách hàng đầu tiên, giá chỉ còn 790.000 một bộ. Hãy bốc điện thoại và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 0911 663 999 hoặc truy cập vào website HocviệnIT.vn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.